Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngày 6 tháng 8, tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết đang có cuộc truy vết làm rõ nguồn lây sau khi phát hiện một bệnh nhân tại thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát mắc bệnh bạch hầu. Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 1 tháng 8, bệnh nhân PLM, sinh năm 2007, khu phố Đoàn Kết, đang mang thai tháng thứ 8, có biểu hiện đau rát họng, ở nhà, dùng thuốc không thuyên giảm. Ngày 4 tháng 8, bệnh nhân đến phòng khám tư nhân và được tư vấn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, cùng ngày với các triệu chứng sốt nhẹ, đau rát họng, nuốt vướng, niêm mạc họng đỏ, sung huyết. Bệnh nhân được chẩn đoán nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu và được chuyển lên khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cùng ngày. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh bạch hầu. Trong vòng 14 ngày trước khởi phát bệnh, bệnh nhân không đi đâu ra khỏi địa phương, gia đình không ai mắc bệnh giống bệnh nhân, không rõ tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu. Đến chiều ngày 5 tháng 8, đoàn giám sát phát hiện thêm 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân có biểu hiện đau họng và 15 trường hợp tiếp xúc gần F1. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận bệnh nhân mắc mới. Theo CDC tỉnh Thanh Hóa, ổ dịch tại khu phố Đoàn Kết thị trấn Mường Lát diễn biến phức tạp do phát hiện ca bệnh không rõ nguồn lây. Kết quả tiêm chủng vaccine đầy đủ các năm gần đây của Mường Lát chưa đạt yêu cầu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và khan hiếm vaccine. Hiện CDC Thanh Hóa đang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mường Lát thực hiện giám sát điều tra dịch tễ, tiến hành điều tra giám sát và lập danh sách các trường hợp F1, hướng dẫn xử lý môi trường, thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ F1 để gửi nhuộm soi tại CDC Thanh Hóa và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để làm xét nghiệm chẩn đoán. Được biết, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm mắc bệnh bạch hầu, bệnh nhân đã được chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị. Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố vừa ghi nhận thêm một ca mắc liên cầu lợn tại huyện Quốc Oai, đó là nữ bệnh nhân 86 tuổi, khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao, đau đầu, lơ mơ. Bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Quân y 103. Tại đây, kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn, sau đó bệnh nhân đã tử vong. Như vậy, từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 7 trường hợp mắc liên cầu lợn, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cảnh báo, đề phòng liên cầu khuẩn lợn, người dân không nên ăn các sản phẩm được chế biến từ lợn, chưa nấu chín như tiết canh, nem chua, nem chạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc. Theo đó, các trường tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Lễ khai giảng diễn ra vào ngày 5 tháng 9 năm 2024. Các trường kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18 tháng 1 năm 2025. Hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2025, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Việc tuyển sinh đầu cấp hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2025. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra trong ngày 26 và ngày 27 tháng 6 năm 2025. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các địa phương xây dựng kế hoạch thời gian năm học theo nguyên tắc kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học. Học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần, phù hợp với đặc điểm điều kiện thực tiễn của địa phương. Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương. Kế hoạch thời gian năm học cần đảm bảo sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với ngành giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh. Đối với các trường hợp đặc biệt phát sinh, địa phương báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện. Trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học và bố trí học bù đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Tại dự thảo liên quan đến xử lý vi phạm giao thông, Bộ Công an đề xuất các trường hợp vi phạm sẽ bị tịch thu xe.
Hiện nay, Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo nghị định quy định, ngoài phạt tiền, một số trường hợp vi phạm sẽ bị tịch thu xe. Theo dự thảo, tài xế xe máy bị tịch thu phương tiện nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các hành vi gồm buông cả hai tay khi đang lái xe, dùng chân lái xe, ngồi một bên hay nằm trên yên lái xe, thay người cầm lái khi xe đang chạy, quay người về phía sau để lái xe hoặc bịt mắt lái xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong và ngoài đô thị, lái xe chạy bằng một bánh với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh với xe ba bánh, lái xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. Cũng theo dự thảo, nếu thực hiện các hành vi trên mà không có chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng chứng nhận đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung số máy của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện thì bị tịch thu xe. Ngoài ra, người đi xe đạp máy, xe thô sơ khác sẽ bị tịch thu xe khi tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi gồm lái xe lạng lách đánh võng, đuổi nhau trên đường, đi xe bằng một bánh với xe đạp máy, đi xe bằng hai bánh với xe xích lô. Dự thảo quy định các trường hợp ô tô gồm rơ móc, semi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự ô tô, xe chở người, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ bị tịch thu nếu tài xế lái xe kể cả rơ móc và semi rơ móc quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông. Lái xe sản xuất lắp ráp trái quy định bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, rơ móc và semi rơ móc được kéo theo. Các hành vi này bị tịch thu phương tiện trừ trường hợp ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách. Hành vi lái xe không có chứng nhận đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận đăng ký xe đã hết hạn sử dụng kể cả rơ móc và semi rơ móc cũng sẽ bị tịch thu. Ngoài ra, khi thực hiện các hành vi trên mà không có chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng chứng nhận đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung số máy của xe hoặc bị tẩy xóa kể cả rơ móc và semi rơ móc mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện, không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp thì cũng bị tịch thu xe. Sau 2 tuần xét xử và nghị án, chiều ngày 5 tháng 8, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phạt 50 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Theo đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết, sinh năm 1975, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hàng không Che Việt, bị tòa tuyên 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Quyết là 21 năm tù. Cùng bị truy tố về hai tội danh này, 7 bị cáo khác gồm Trịnh Thị Minh Huế 14 năm tù và Trịnh Thị Thúy Nga 8 năm 6 tháng tù, kế toán tổng hợp tập đoàn FLC, em gái bị cáo Quyết. Trần Kiều Dung, sinh năm 1978, Phó Chủ tịch Thường trực tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Boss, 8 năm, 6 tháng tù. Trịnh Văn Đại, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, Công ty Faros, 11 năm tù. Nguyễn Văn Mạnh, trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm và cung ứng vật tư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên FLC Land, Công ty FLC Land, 6 năm tù. Trịnh Tuân, cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên FLC Land, Công ty FLC Land, 4 năm, 6 tháng tù. Nguyễn Thị Hồng Dung, 4 năm tù. Tòa tuyên phạt 42 bị cáo còn lại trong vụ án với các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm 6 tháng tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Hội đồng xét xử xác định quá trình diễn ra phiên tòa, lời khai của các bị cáo là phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, phù hợp với lời khai của các bị hại, khẳng định việc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố các bị cáo về các tội danh nêu trên là hoàn toàn có cơ sở. Tòa cũng xác định số bị hại của vụ án sau khi rà soát lại danh sách lý lịch là hơn 25.000 người. Đây là những người mua cổ phiếu của công ty Faros, mã cổ phiếu ROS lần đầu bị Trịnh Văn Quyết và các bị cáo khác đưa thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.